thầy cô giáo và các bạn thân mến. Hôm nay, ngày 27 tháng 11 năm 2020, các thầy cô giáo và các bạn đội viên xuất sắc nhất của Liên đội trường tiểu học nước 2 cùng đến thăm khu di tích lịch sử Nậm Lìn để ôn lại trang sử vẻ vang, tưởng nhớ công ơn của Bác Hồ và các vị tiền bối cách mạng. Trong không gian yên tĩnh, gió đầu mùa se lạnh, ít mưa, con suối nhỏ Nậm Lìn gần như không có nước, nằm giữa núi non trùng điệp. Bên con suối nhỏ, tấm bia to ghi rõ địa danh Nậm Lìn như nhắc nhở các thế hệ về nơi thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh. Nhà lưu niệm của khu di tích lưu giữ các tư liệu liên quan đến sự kiện thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh. Tất cả gợi lại quá khứ hào hùng, kiên cường của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Cao Bằng. Thực hiện chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam, đầu năm 1930, chi bộ Hải ngoại Long Châu cử Bác Hoàng Văn Nọn về Cao Bằng, hoạt động để chuẩn bị tiến tới thành lập tổ chức Đảng ở Cao Bằng. Sau một thời gian tiếp tục tuyên truyền, rèn luyện, qua kiểm tra phong trào và thử thách cán bộ, ngày 1 tháng 4 năm 1930, Bác Hoàng Văn Nọn thay mặt chi bộ Long Châu kết nạp hai đồng chí là Lê Đoàn Chu và Nông Văn Đô vào Đảng, tuyên bố thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của Cao Bằng do đồng chí Hoàng Văn Nọn làm bí thư. Chi bộ đã đề ra hai nhiệm vụ hàng đầu là tích cực phát triển cơ sở Đảng, đặc biệt là ở Mỏ Thiếc, Tĩnh Túc và thị xã, đẩy mạnh phong trào chống thuế, chống bắt phu ngày mùa, đi phu phải được cấp tiền, gạo. Sự kiện chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh ra đời có ý nghĩa to lớn, là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp, là bước ngoặt đánh dấu sự phát triển vượt bậc của phong trào cách mạng trong tỉnh, khẳng định vai trò của những người cộng sản và hệ tư tưởng Mác Lênin với phong trào cách mạng ở một tỉnh miền núi dân tộc thiểu số, tạo nền móng vững chắc cho phong trào cách mạng và sự phát triển thành Đảng bộ Cao Bằng sau này. Tự hào là nơi thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh, phát huy truyền thống quê hương cách mạng, hai lần được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đảng bộ, nhân dân các dân tộc xã Hoàng Tung vững bước trên đường đổi mới, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, quan tâm gìn giữ, bảo vệ di tích lịch sử Nậm Lìn, địa điểm được Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1995. Hôm nay, được đến tham quan, tìm hiểu khu di tích lịch sử Nậm Lìn, chúng em cảm thấy rất vui và tự hào. Chúng em sẽ cố gắng học tập thật tốt để xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Và để hòa chung với không khí phấn khởi, và là ngày đầu tiên được đến với khu di tích lịch sử Nậm Lìn hôm nay, chúng ta cùng hát vang bài Tiến quân ca, cũng là bài quốc ca của nhạc sĩ Văn Cao các bạn nhé! Quân Việt Nam đi.